Chào các bạn, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên là Vua Sâu Rệp 555 Oza. Đây là một trong những thuốc đặc trị sâu rầy rạp, rất là mạnh, rất là hiệu quả cho cây trồng. Thì ở bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của chai thuốc Vua Sâu Rệp. Chai này thì có quy cách đó là 400 ml. Về sản phẩm này thì hoạt chất chính đó là hoạt chất chlorpyrifos etin, có hàm lượng đó là 505 gram trên lít. Hoạt chất thứ hai đó là abamectin, có hàm lượng đó là 25 gram trên lít. Hoạt chất thứ ba đó là lambda cyhalurin, có hàm lượng đó là 25 gram trên lít. Thì với thành phần hoạt chất như trên thì nhìn tổng thể vào, chúng ta có thấy đây là một loại thuốc mà tổng hợp được các góc thuốc của nhiều nhóm thuốc rất là hiệu quả. Thứ nhất là chlorpyrifos etin thì là một hoạt chất thuộc nhóm lăng hữu cơ. Với hoạt chất này thì chúng ta có thể trị được các loại sâu rất là mạnh, đặc biệt là sâu kháng thuốc luôn. Ví dụ như là sâu xanh da láng, sâu xám, sâu khoang, sâu đục thân. Hoạt chất thứ hai là chất trừ sâu sinh học có tên là abamectin. Thì khi mà phối hai hoạt chất của lăng hữu cơ và sâu sinh học thì cái phổ tác động của thuốc rất là mạnh. Đặc biệt với sản phẩm này còn phối thêm một hoạt chất nữa đó là lambda cyhalurin. Đây là một hoạt chất thuộc nhóm pyrethroid. Thì hoạt chất này nó có cơ chế là nó tấn công và nó can thiệp mạnh vào hệ thần kinh của côn trùng, làm cho côn trùng tê liệt, ngừng ăn và chết. Thì tổng kết lại, với một sản phẩm mà có ba hoạt chất phối hợp như trên thì có thể nói là một sản phẩm hoàn hảo trong việc trị các loài sâu gây hại, loại rầy rạp, nói chung là côn trùng gây hại trên cây trồng rất là hiệu quả. Thì mình xin đi vào phần công dụng. Công dụng của sản phẩm là diệt trừ triệt để các loại sâu, ví dụ như sâu khoang, sâu xanh, giò đục lá, giò đục quả, bọ chỉ, sùng đất, bọ xít mũi, rầy xanh, rầy nhớt, bọ nhảy, rệp sáp, vân vân. Và liều liều phun thì chúng ta có thể pha cái liều là 25 lít cho bình 20 lít nước. Để dễ nhớ hơn, các bạn cứ nhớ là 1 ml cho 1 lít nước. Thì cũng nhân tiện video này thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn một số sản phẩm có hoạt chất lambda cyhalurin. Tại vì về hoạt chất là chlorpyrifos-etin hay là abamectin thì mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi, thì video này mình chia sẻ thêm một số sản phẩm mà có hoạt chất lambda cyhalurin. Thì các bạn có thể truy cập vào website vietnamnongnghiepsach.com.vn. Ở trên cùng có phần tìm kiếm sản phẩm thì các bạn có thể là gõ cái tên hoạt chất vào và các bạn bấm tìm kiếm. Thì sau vài giây thì website sẽ trả về cho chúng ta những cái sản phẩm mà chứa cái hoạt chất là lambda cyhalurin này. Ví dụ như website trả về chúng ta hoạt chất một số sản phẩm như là Wall Pha Tóc nè các bạn, 350 OC nè, Vua Sâu Rệp thì chúng ta đang nó đến chia sẻ đến. Tiếp theo các bạn có thấy là karate nè, một trong những thuốc rất nổi tiếng cũng có hoạt chất là lambda cyhalurin, hay là alica 247 sc, vân vân. Mình còn nhớ một thuốc cũng rất là hay, đó là thuốc castor. Castor cũng có hoạt chất là lambda cyhalurin. Đây, ở đây các bạn nhé, Castor 630 UB cũng có hoạt chất là lambda cyhalurin. Ở đây lại có một cái công thức tổng hợp khác nữa giữa lambda cyhalurin với imidacloprid và chlorpyrifos etin. Thì mình cũng đã làm video để chia sẻ sản phẩm Castor này rồi. Thì các bạn có thể tham khảo thêm ở website vietnamnongnghiepsach.com.vn các bạn nhé. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Vua Sâu Rệp đến đây là hết, thì xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.